Thưa quý vị và các bạn, và cùng với việc gia tăng số lượng các ca F0 ở tại các tỉnh thành miền Nam và trong đó có thành phố Hồ Chí Minh thì số lượng tỷ lệ ca nhiễm ở trên 100.000 người dân cũng tăng cao. Ở trong ngày hôm qua thì thành phố Hồ Chí Minh cũng ghi nhận với cái tỷ lệ là 112 người trên 100.000 người dân và khiến cho năng lực y tế của thành phố cũng bị quá tải, đặc biệt là các bệnh viện thu dung để điều trị cho các ca F0. Thưa quý vị, thời gian gần đây thì số bệnh nhân tiếp tục gia tăng và bệnh viện giả chiến đa tầng tại Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh nơi có công suất khoảng 700 chỗ nhưng số lượng F0 nhập viện đã vượt qua 800 ca đã khiến cho bệnh viện quá tải, hàng trăm bệnh nhân phải nằm ghế ở dọc các khu vực hành lang của bệnh viện này. Phó giám đốc bệnh viện giả chiến điều trị Covid-19 đa tầng quận Tân Bình cho biết những ngày vừa qua lượng bệnh nhân F0 nhập viện tại đây tăng rất cao, được biết quy mô bệnh viện đề ra là 1.000 giường, tuy nhiên hiện địa phương chỉ mới bố trí được 720 giường. Hiện khu vực điều trị tầng 1 là 202 trường hợp, tầng 2 có 457 trường hợp, riêng tầng 3 là 175 trường hợp F0, bao gồm khoảng 40 trường hợp đang hồi sức, 16 bệnh nhân đang nằm ở khu vực cấp cứu sàng lọc và 117 bệnh nhân nặng cần theo dõi sát. Sau khi số ca F0 nhập viện tăng cao, vượt quá công suất hơn 100 bệnh nhân so với số giường bệnh đang có, bệnh viện phải kê thêm giường để gấp vải bạc cho hàng trăm bệnh nhân đang nằm ở hành lang. Hiện chính quyền quận Tân Bình đã có kế hoạch cải tạo bệnh viện giả chiến để tăng thêm 300 giường nhằm đáp ứng việc thu dung điều trị cho các ca F0 mới trước tình hình bệnh nhân tăng cao.